14 đứa trẻ đã thiệt mạng do đuối nước tính từ đầu năm nay. Dạy bơi, dạy kỹ năng chống đuối nước đã triển khai, nhưng vẫn có những đứa trẻ chết đuối thương tâm. Hiện trường vụ 3 đứa trẻ chết đuối ngày 28 tháng 5. Bên cạnh một lò gạch giữa cánh đồng ở xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, dấu vết của những hố nước sâu vẫn còn, dù người ta đã cố lấp đi. 3 đứa trẻ, lớp 3, lớp 5 và lớp 9, đã vĩnh viễn ra đi sau một buổi trưa hè. Đây không phải vụ việc đau lòng duy nhất. 14 đứa trẻ đã đuối nước chỉ tính từ đầu năm tới nay. Và đây là lớp học bơi ở một hồ bơi tư nhân ở thị trấn Gia Rai, huyện Xuân Lộc. Tranh thủ những ngày hè, rất đông học sinh đến học bơi. Nhưng học sinh thì đông và giáo viên thì ít. Thì một cái khó khăn chung là thứ nhất là cái hồ bơi là diện tích hồ nó đang rất là nhỏ so với nhu cầu của học viên đến đăng ký học. Và thứ hai là cái giáo viên là cũng chưa đáp ứng đầy đủ được. Toàn huyện Xuân Lộc có hơn 70 trường cấp tiểu học và trung học cơ sở, song chỉ có 12 hồ bơi. Các hồ lại chủ yếu nằm ở thị trấn và các xã gần huyện lỵ. Một phép so sánh nhỏ để thấy việc được dạy bơi một cách bài bản là không dễ với trẻ em ở nông thôn. Mà nông thôn cũng chính là nơi mà phần lớn các vụ tai nạn đuối nước xảy ra. Cũng là dạy bơi, nhưng còn dạy cả kỹ năng cứu hộ khi xảy ra đuối nước tại một trường học ở thành phố Biên Hòa. Thế bây giờ con muốn biết độ sâu của hồ bơi đấy thì con phải làm sao? Nhảy xuống xem nó bằng sao bao nhiêu. Thì nên đưa cái môn bơi lội là một trong những môn mà hữu ích nhất và cần thiết nhất bắt buộc ở trong cái chương trình ngoại khóa của các trường. Và từ đó thì mời những đơn vị có chức năng chuyên môn thì đào tạo thì sẽ giúp cho cái kiến thức về kỹ năng bơi lội cũng như cái kỹ năng về phòng chống đuối nước ở tại các đơn vị này được tốt hơn. Hàng năm thì nhà trường mời các cái huấn luyện viên của các cái trung tâm cũng như các thầy ở các cái trường lân cận chuyên bơi lội về là bổ túc thêm cũng như là truyền đạt thêm cho các em cái kỹ năng mà phòng chống đuối nước, sơ cấp cứu khi mà bị đuối nước. Nhưng để làm được như ở ngôi trường này thì toàn tỉnh Đồng Nai có lẽ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Và theo thống kê, chỉ 5% trường học ở Đồng Nai là có hồ bơi, gồm cả hồ bơi cố định và hồ bơi di động bằng cao su. Vấn đề đuối nước trẻ em đã làm nóng nghị trường kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh giữa năm. Trong cái giai đoạn 2015-2020 thì giảm so với cái giai đoạn 2011-2015. Cụ thể là tử vong do tai nạn thương tích thì giảm 35% và tử vong do tai nạn đuối nước thì giảm 27%. Đó là những con số thống kê về số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích và đuối nước. Con số có thể giảm, nhưng khi trẻ em vẫn còn chết đuối thì những con số liệu có còn ý nghĩa? Nguyên nhân đuối nước thì có nhiều, nhưng theo Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội, trách nhiệm của người lớn vẫn là quan trọng nhất. Là một số địa phương qua kiểm tra thì cho thấy là các cái hoạt động và cái đề án kế hoạch của ủy ban thì triển khai chưa đầy đủ và chưa kịp thời tổ chức cắm biển báo các nơi nguy hiểm như hố sâu, ao hồ, rào chắn các hồ nước phục vụ tưới tiêu. Trước đây thì giai đoạn 2015-2020 thì có một cái đề án xây dựng của tỉnh là xây dựng hồ bơi trong nhà trường. Tuy nhiên cái đề án này cũng mang tính chất là động viên, vận động, chứ chưa phải là một cái đề án gọi là bắt buộc hay là có cái sự hỗ trợ nhiều. Vì vậy cho nên cái tỷ lệ hồ bơi trong nhà trường hiện nay chỉ được đạt được 5%. Cũng theo thống kê, chỉ 19% học sinh trong toàn tỉnh biết bơi, một con số đáng giật mình. Và chỉ khi những người có trách nhiệm thực sự nhìn thấy rằng tai nạn đuối nước trẻ em là đáng báo động thì những cái chết thương tâm của trẻ nhỏ mới có thể hy vọng chấm dứt.